Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trang tin địa phương do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lạc Sơn thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại Ủy ban Nhân dân xã Nhân Nghĩa huyện Lạc Sơn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình gồm bà Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, ông Hoàng Đức Chính, Bí thư huyện ủy Lạc Sơn đã có buổi tiếp xúc với 170 cử tri huyện Lạc Sơn trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự buổi tiếp xúc cử tri có ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Hoàng Đức Chính, Bí thư huyện ủy Lạc Sơn đã thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 và báo cáo hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ sau kỳ họp thứ 5 đến trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Theo đó, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 23 tháng 10 năm 2023 và bế mạc vào ngày 29 tháng 11 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội trong 24 ngày. Cử tri huyện Lạc Sơn bày tỏ rõ sự tin tưởng vào hoạt động của Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình. Bên cạnh đó, cử tri cũng đã có những kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình như chế độ chính sách cho người cao tuổi, chính sách cho thân nhân các gia đình liệt sĩ, chính sách cho người có công độ tuổi được hưởng trợ cấp, quan tâm đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ tại các xã trên địa bàn huyện, cũng như người không chuyên trách tại thôn xóm. Quan tâm nâng cấp, mở rộng đường tỉnh lộ 12C, tuyến ngã ba xưa huyện Lạc Sơn đi thị trấn Ba huyện Kim Bôi. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đã trao đổi làm rõ hơn các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời đề nghị các sở ngành huyện khẩn trương làm rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm, sớm có báo cáo giải quyết cụ thể. Đối với những kiến nghị không thuộc thẩm quyền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định. Tại buổi tiếp xúc cử tri, lãnh đạo tỉnh và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đã tặng 15 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và một túi quà cho 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn đã tham gia hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh, đồng thời rút kinh nghiệm về 3 vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và cơ sở sản xuất kinh doanh nằm xen cài trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tại hội nghị, các sở ngành địa phương đã làm rõ những kết quả hạn chế trong thực hiện phòng cháy chữa cháy tại đơn vị ngành phụ trách, đồng thời làm rõ nguyên nhân trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy trong các vụ cháy xảy ra trên địa bàn, nhất là 3 vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản có giá trị lớn trong thời gian qua, đề xuất các giải pháp nhiệm vụ để tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trong thời gian tới. Các sở ngành địa phương phải thống nhất nhận thức công tác phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan công an thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền quy định. Trong đó, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến tận địa bàn dân cư để nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ của người dân. Tập trung rà soát, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy định. Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn đã tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Bùi Văn Dương, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn chủ trì hội nghị. 9 tháng đầu năm 2023, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 1.253 tỷ 660 triệu đồng. Giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt trên 58 tỷ 356 triệu đồng. Giá trị sản xuất thủy sản đạt trên 19 tỷ 562 triệu đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đầu năm ước đạt 1.799 tỷ đồng, tăng 16,38% so với cùng kỳ năm 2022. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 905 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 49 tỷ 228 triệu đồng. Văn hóa xã hội được quan tâm thường xuyên, quốc phòng an ninh được duy trì ổn định và giữ vững. hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, nêu lên những kết quả đạt được và chỉ ra những khó khăn tồn tại cần khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ và đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh những tháng cuối năm 2023. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Lạc Sơn vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024. Trong năm học vừa qua, công đoàn tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nghị quyết cán bộ giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá. Chất lượng giáo dục đại trà được duy trì ổn định, chất lượng giáo dục mũi nhọn có nhiều tiến bộ. Trong năm học đã kết nạp được 54 đoàn viên, giới thiệu 54 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và có 42 đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng. Cũng tại hội nghị, được sự ủy quyền của Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã trao kỷ niệm chương cho 8 đồng chí, bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho một tập thể, 6 cá nhân, cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh cho một tập thể, bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho 4 tập thể và 9 cá nhân, giấy khen của Liên đoàn Lao động huyện cho 6 tập thể và 187 cá nhân. Công an xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn vừa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức ra mắt mô hình Công an xã chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao. Mô hình nhằm phát huy vai trò và lực lượng công an xã trong công tác phối hợp với các ngành các cấp trong việc thực hiện mô hình dân vận tạo hình ảnh tốt đẹp chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Thông qua việc thực hiện các tiêu chí mô hình thể hiện trách nhiệm của công an cùng với cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong việc cùng nhau tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, góp phần xây dựng hình ảnh công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ. Đồng thời góp phần nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã, cũng như công tác dân vận trên địa bàn giữa lực lượng công an xã và các ban ngành đoàn thể, tạo sự chuyển biến tích cực của người dân trên địa bàn trong việc tham gia đảm bảo an ninh trật tự và phát triển hiệu quả các mô hình dân vận. Tại buổi lễ ra mắt, công an xã và các ban ngành đoàn thể doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn xã ủng hộ đổ 700 m2 bê tông khuôn viên nhà văn hóa xóm Song Khảnh với trị giá khoảng 60 triệu đồng. Vừa qua, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Lộc, huyện Lạc Sơn đã phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 có chủ đề xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số sẽ giúp cho các cơ sở giáo dục nâng cao khả năng cung ứng giáo dục, quan tâm xây dựng thư viện đạt chuẩn, làm phong phú các tủ sách, xây dựng trung tâm học tập cộng đồng và tổ chức hoạt động có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, tạo cơ hội cho người dân ở mọi lứa tuổi, nhất là người lớn tuổi tham gia học tập. Đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn như cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội, các chương trình giáo dục về kỹ năng sống góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Việc trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Lập tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là một hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, là cơ hội để các đơn vị tổ chức chia sẻ nghiên cứu về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, đồng thời là dịp để tiếp tục tôn vinh, gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học của con em địa phương. Vừa qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Lạc Sơn phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống Cây trồng Việt Nam tổ chức hội thảo đầu bờ giống lúa thuần DB6 Thiên ưu 8 nêu vụ mùa năm 2023. Mô hình được triển khai gieo trồng từ tháng 6 năm 2023 tại xóm Tôm, xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn. Trong đó, diện tích giống Thiên ưu 8 nêu là 2 ha và giống DB6 là 1 ha. Qua kết quả thực hiện mô hình cho thấy, giống DB6 là giống có thời gian sinh trưởng trung bình, gieo cấy được cả 2 vụ trên 1 năm, phù hợp với cơ cấu cây trồng tại địa phương. Khả năng sinh trưởng phát triển mạnh, có tiềm năng năng suất cao. Giống có khả năng chống chịu với một số loại sâu bệnh chính trên đồng ruộng. Năng suất giống lúa DB6 vụ mùa năm 2023 đạt cao 64,8 tạ trên 1 ha. giống Thiên ưu 8 nêu có thời gian sinh trưởng trung bình, năng suất cao, chất lượng cơm ngon, hạt gạo trong, tỷ lệ xay sát cao, cơm trắng, năng suất ước tính đạt 65,9 tạ trên 1 hectare. Giống Thiên ưu 8 nêu có khả năng chống chịu tốt với các loại sâu bệnh hại, như các đối tượng như đạo ôn, bệnh bạc lá. Việc xây dựng mô hình trình diễn giống lúa mới góp phần tìm ra các giống lúa có năng suất cao, chất lượng tốt nhằm thay thế các giống kém hiệu quả như Khang dân 18, như Ưu 838. Qua đó giúp cho bà con có thêm sự lựa chọn về giống trong sản xuất lúa tại các địa phương. Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lạc Sơn tổ chức giao lưu dân vũ thể thao chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, với sự tham gia của 250 hội viên phụ nữ trong toàn huyện. Đồng chí Bùi Văn Kía, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Bùi Văn Dương, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn đã tới dự. Trong thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên phụ nữ, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thường xuyên xây dựng, củng cố tổ chức hội và các hoạt động văn hóa văn nghệ được phát triển. Hội cũng quan tâm giữ gìn tốt truyền thống và bản sắc văn hóa của dân tộc Mường. Luôn lựa chọn cho mình ít nhất một hình thức rèn luyện thân thể bằng các hoạt động thể dục thể thao phù hợp để nâng cao sức khỏe, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đồng thời, luôn chú trọng phát triển các phong trào ở các cơ sở hội, nâng cao chất lượng, đổi mới và phát triển các loại mô hình hoạt động hội ở cơ sở. Chú trọng quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động tại các xã, thị trấn và các đơn vị. Qua đó, nhằm thu hút đông đảo phụ nữ tham gia sinh hoạt hội, tích cực xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, có tri thức, có sức khỏe, năng động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Thông qua hoạt động giao lưu dân vũ thể thao nhằm khơi dậy phong trào thể dục thể thao, tôn vinh và tự hào về nét đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ huyện Lạc Sơn nói riêng, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc Sơn tổ chức giải đẩy gậy Hội khỏe Phù Đồng năm 2023. Giải đẩy gậy năm nay thi đấu ở 12 nội dung với 197 vận động viên là học sinh của các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Do có sự chuẩn bị, tập luyện chu đáo nên các vận động viên đều thi đấu kỹ thuật bài bản và có nhiều trận đấu căng thẳng, hấp dẫn, kịch tính, thu hút được sự cổ vũ của các em học sinh, thầy cô giáo và nhân dân địa phương. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 12 giải nhất, 12 giải nhì, 24 giải ba cho các nội dung thi đấu. Giải nhất toàn đoàn được trao cho trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Sơn. Vừa qua, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên huyện tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề may công nghiệp cho lao động nông thôn xã Bình Hẻm. Lớp học sẽ diễn ra trong vòng 2 tháng. 30 học viên của lớp học sẽ được giáo viên của trung tâm truyền đạt nội dung kiến thức cơ bản của nghề may công nghiệp, hướng dẫn các kỹ năng như cắt, may và công đoạn hoàn thành một sản phẩm trang phục. Hiện nay trên địa bàn xã Bình Hẻm có 2 xưởng may công nghiệp thuộc hợp tác xã may xuất khẩu thú nhồi bông Lộc Phát. Các học viên tham gia lớp học này đa số là các công nhân đã làm việc cho hợp tác xã. Sau khi được đào tạo nâng cao tay nghề, các học viên có thể tự tìm việc làm hoặc có thể tiếp tục làm việc cho hợp tác xã. Lớp học là cơ hội tốt để người lao động nông thôn tìm kiếm việc làm và có thu nhập ổn định. Tại xã Yên Nghiệp, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Lạc Sơn cũng vừa tổ chức lễ bế giảng lớp đào tạo nghề may công nghiệp cho 30 học viên là lao động nông thôn tại địa phương. Trong đó có 14 học viên thuộc hộ nghèo, 12 học viên thuộc hộ cận nghèo, 4 học viên thuộc hộ mới thoát nghèo. Sau 2 tháng học tập, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ nghề, trong đó có 13% học viên đạt loại giỏi, 60% học viên đạt loại khá. Yên Nghiệp cũng là một trong những xã có các doanh nghiệp tư nhân mở xưởng may công nghiệp, thu hút hàng trăm lượt lao động mỗi năm. Quý vị và các bạn thân mến, trang tin địa phương do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lạc Sơn thực hiện đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.